Hello cả nhà nha. Thì kênh Sao Bắc tổng hợp xin chúc cả nhà đầu năm mới được dồi dào sức khỏe nha cả nhà. Và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Và chúc cả nhà ăn Tết một năm vui vẻ nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì kênh Sao Bắc Vĩnh Long thì cũng tới ngày thăm 7 nữa cả nhà ơi. Thăm chuyến này là chuyến cuối đằng nghỉ ăn Tết luôn cả nhà ơi. Đây, đây là thằng cháu nha cả nhà. Thằng con chứ không phải thằng cháu nữa. Con nuôi nha cả nhà. Đó. Đó là con nuôi là Lộc nha cả nhà. Rồi hôm nay thì cũng đi thăm bẫy đây. Giờ cũng cho cả nhà xem. Đây là lúa nha cả nhà. Bữa nay thì bữa hổm thì cũng có một người bạn nào đó cũng không nhớ nữa cả nhà ơi. Thì hỏi là thăm bao nhiêu cái. Mà thường thường thăm cái tua từ 40 đến 50 nha cả nhà, chứ không có thăm nhiều. Thăm nhiều quá thì nói chung đi không nổi cả nhà ơi. Nói chung là lội tùm lum hết trơn à, lội đường khó đi không à, chứ nếu mà nhiều quá thì lội không nổi, cỡ 40-50 nha cả nhà. Đó, cái này là lúa, tại này cũng cuối năm rồi cả nhà, giờ làm bịch lúa bự như vậy nè, nó đặng cho chuột là nó ăn, đặng nó sống ở trong luôn nha cả nhà. Đó, đây thì cũng chuột nha cả nhà. Đó, chuột. Đó, bữa nay cũng bắt cỡ 30 con nha cả nhà, bị thăm 50 cái thì bắt 30 con là vừa rồi. Còn mấy bịch lúa này để đây dự trữ đang cho vũ á cả nhà, nó mà nó quải cái vỏ sách này nè cả nhà, thăm rồi nó bỏ luôn, còn mình quải vỏ sách riêng này. Rồi đây quên nữa, đây là túi lưới nha cả nhà, đây nó túi lưới huyền thoại. Đó, đây cả nhà ơi, vũ chào cả nhà, cái vũ. Hello. Đó, chào cả nhà nghe cả nhà. Thì Vũ cũng đang sửa cái mấy cái lọp á. Rồi. Mấy cái lồng nó hư á cả nhà. Bữa nè, cho cả nhà xem nè. Bữa đi vô gắn vậy nè cả nhà thấy không? Nó bẹt một đống giống luôn á, rồi sảy luôn cả nhà, mất luôn, mất gắn luôn. Hư hết trơn luôn vậy nè. Thấy ghê không? Gắn bự lắm nha cả nhà, 1 2 3 4 ô nè nghe, 4 ô 6 ô. Ồ 4 ô rồi cả nhà ơi nè. Đây nó bị lỗi nè cả nhà thấy không? Đó. Là nó hư cái 4 ô á là nó bung ra luôn á cả nhà. Bung ra vậy luôn á, gắn bự ỉa vậy nè. Rồi đang sửa cái đó nữa nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mình cũng đã cho cả nhà xem tất cả những cái ngày đi thăm bẫy là đồ dụng cụ như vậy cả nhà. Thì bây giờ thì kênh Sao Bắc Vĩnh Long đi tới cái bẫy thăm thì quay cho cả nhà xem nha. Thì nói thêm này nữa cả nhà ơi, nói chung thì thăm 50 cái mà nhưng cái số lượng dính thì nó rất ít nha cả nhà, chứ 50 cái thì mình dính khoảng chừng 20 cái thôi, thăm mấy cái là dữ lắm mà nhiều rồi. Nhưng những mấy cái không dính thì mình cắt bỏ nha cả nhà cũng thông cảm nha. Hỏi sao mà thấy thằng này nó nói nó thăm 50 cái mà thấy quay có 20 cái 30 cái thấy sao thấy cũng vô lý đó, cả nhà thông cảm phần đó giùm nha. Rồi chừng nào tới 7 thì kênh Sao Bắc Vĩnh Long sẽ quay cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Như đó đó. Chân chỗ tàu. Tới cái đầu tiên luôn nha cả nhà. Cũng tới điểm thăm luôn. Cái đầu. Như đó đó. Ủa vậy đâu? Ngày đó đó, tôi nhớ ngày đó mà. Rồi xong luôn. Trời ơi. Rồi cái đầu tiên xong luôn rồi cả nhà. Mất luôn rồi. Trời ơi, đặt ngay đây nè. Kìa dưới kìa Vũ ơi. Dưới kìa. Trời ơi, gặp rồi cả nhà. Kìa dưới kia kìa. Được ra hay vậy? Không có con chó tha. Em đặt lợp. Chó phải không? Trời ơi, coi nè. Ôi ơi, ngày ai bắt cái chứ chó gì ai đấy. Chó. Mèo để có mèo, mèo hay mèo con rồi. Banh luôn. Đấy, banh luôn cả nhà ơi. Vô không? Vô gì đâu, anh thấy không vậy? Vô gì? Anh hái ấy hay vậy? Nước thuốc lốt. Anh hái thuốc lốt nha cả nhà. Đây là anh chủ vườn hay gì? Không. Chủ vườn đây. À. Còn cây đó là cây của anh hay gì? Con chủ người ta cho mình à, ông anh hôm qua ông hái làm nước thuốc nốt cái này bán hay gì anh ha? Bán ha.
nước thuốc nấu cũng ngon lắm ạ. À. Ở đâu lên? Em ở trên này nè, ở Phú Hòa. Để đi dở lại đặt. Đi đặt rồi thăm luôn. Rồi, đi thăm tiếp tục nữa cả nhà. Rồi, tới điểm thăm luôn cả nhà. Thăm lợp luôn. Đâu, đâu chút nữa. Nắng á. Ừ. Nắng lùm. Lùm này. Trời ơi trời. Kìa, trắng tát kìa. Trời ơi, sụp. Sụp thăm luôn. Nắng nắng một cái. Trời ơi, nó xẹt xẹt cái mày. Không ngựa. Không ngựa. Ừ, mua lửa đi. Trời ơi. Kìa, ra qua lấy cái vỏ đi, lợn chấm nè. Dính ra cả nhà đây. Dính nha, dính hổ ngựa nha cả nhà. Hổ ngựa cũng nhỏ nha. Nhỏ. Nè, thấy không? Nó. Để cho thằng Vũ xử lý nha cả nhà. Hổ ngựa. Chơi hổ hán rồi coi. Hổ nách. Trời cũng nửa ký chứ mà. Ủa ba bốn lạng à. Thủ nha. Cạp luôn. Cạp luôn. Cặp á mày. Dính đâu ngồi gỡ. Dính găng rồi cả nhà. Vũ bắt con hổ hán dính này. Con đầu tiên luôn cả nhà. Kệ có dính được rồi. Mở hàng con hổ ngựa đầu tiên nha cả nhà. Đó. Kệ có được rồi. Vô. 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 Vô túi, vô túi. Rồi cả nhà, giờ cũng bắt gắn ra rồi nha cả nhà. Chuột lúa vô đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi đi về lại thăm cái lợp luôn cả nhà ơi. Đây cánh đồng nữa nha cả nhà. Lúa đang chỗ cả nhà ơi. Đó. Cho cả nhà xem đồng ruộng. Xanh bát ngát luôn cả nhà ơi. Đây, gần tới cái lợp ơi. Ui, nắng quá cả nhà ơi. Chứ có Vũ ơi. Rồi gì đó đó. Có lấy lúa chưa? Đây nè, điên này nè, dòng vô. Đi đó mất dấu á. Đi đâu? Nó, dưới đó đó. Nè đi lại đây nè, bước ừ. Thấy không? Nặng nề gì không? Trời ơi nữa. Không ngựa nữa hả? Không ngựa nữa cả nhà. Kệ nó có được rồi. Có ăn không? Không ngựa nữa cả nhà. Trời ơi. Ừ, nó vô đó. Không ngựa. Ê, đừng tháo ra. Mẹ không có trơn rồi. Tháo ra nó hái vậy sao? Ui, con nhỏ cả nhà, nhỏ hơn con nãy. Nhỏ hơn con nãy nữa. Ừ, để vậy đó, để nghiêng vậy nó cho nó bò ra. Bóp này. Múa rồi. Trời ơi, mới ăn con chuột còn nó. Ừ, mới vô luôn à. Hổ ăn rồi. Trời ơi, ăn chuột nó nóc luôn rồi cả nhà ơi. Nè. Nè thấy không? Kệ nó có được rồi. Đó, hai ngỗ ngựa cả nhà ơi, không ngựa không. Để có im rồi cả nhà. Rồi giờ vô lúa chuột đặt lại đi thăm cái tiếp tục nữa cả nhà. Rồi đi dạo qua thăm cái lợp luôn cả nhà. Quay cho cả nhà xem đồng lúa ha. Đó. Ừ, sao có dây nãy chỗ rồi đó. Đó. Cánh đồng nha cả nhà. Cánh đồng xanh. Ra nhìn cái lúa là thoải mái người rồi cả nhà. Không, mát mẻ, thoải mái.
ghê không, nhìn đã không, sắp sửa ông tới cái lợp nó nghe cả nhà. Rồi, tới cái lợp luôn cả nhà, vũ vô thăm nè lúa này. Chừng đạp nha, chưa kết luôn hả? Chết luôn cả nhà, vô lúa đi tiếp tục nữa, thăm tiếp tục nữa nha cả nhà. Rồi cả nhà tới đêm thăm nữa cả nhà, chờ đi dài vô cái lợp nha, vũ đi ở trước. Tới cái lợp luôn nè, lúa ba bạch luôn dữ vậy. Cái từ đi, chú đi qua kia đi. Từ từ. Ở đây 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 hai cái hả? Ba cái thì từ từ đi. Ba cái cả nhà thăm từ từ nha. Nặng á. Ừ, đó đó. Đóng con hổ ngựa con cái bích lọp ấy. Cứt đá gì không? Rồi, nghe cái sạc rồi. Hổ ngựa đâu? Nè. Không ngựa để lên trên kìa. Ừ đó cũng được rồi, không dính rồi cả nhà ơi. Giờ đặt lại đi thăm tiếp theo nữa nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình qua mình thăm cái bên đây nha cả nhà. Này lúa còn vũ nó thăm mé bên đó đó cả nhà, mé đầu bên đó đó, nó hàng cây đó. Còn mình qua bên đây nha, qua thăm cái bên đây qua coi có cứt đá hành hẹ gì không. Có hành có hẹ gì không đây, quay cánh đồng cho cả nhà xem nha. Bữa nay thì thắt cũng đăng nữa cả nhà ơi, tại cuối năm rồi, bây giờ là nắng quá trời rắn nó không còn đi nữa cả nhà ơi, mới có mưa rồi á rắn nó mới đi dữ. Bọn này nắng khô quá rắn với hai nữa lạnh rắn nó không có đi. Rồi tới cái lợp luôn cả nhà ơi, trời ơi sao lộ thèm cái gì. Ủa hèm thấy luôn rồi cả nhà. Nè. Thấy không? Nó. Nó có cứt đá gì không đây? Rồi không thấy trên cả nhà ơi. Ui chết ngợt rồi. Nguyên chuột luôn nè cả nhà. Ôi ơi nè. Ngợt luôn, ăn hết trơn lúa luôn. Ôi, bỏ lúa vô luôn cả nhà. Rồi, giờ đặt lại cả nhà, mình tắt máy đặt lại cái đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi, tới điểm thăm luôn cả nhà ơi. Đủ lễ thăm lọt luôn. Cái gì vậy? Trời ơi, con chuột khổng lồ. Chuột hả? Dính chuột hả? Trời ơi, dính chuột cả nhà ơi. Trời ơi. Nè, nó lấy con nữa nè. Trời ơi, hổ hành cả nhà ơi. Hổ hành. Kìa, đi quanh kia bắt luôn, quanh kia quá tắm, nó bắt tay. Mất không được qua bánh rửa luôn. Chết con chuột bành kia luôn cả nhà. Qua bắt rắn ra luôn cả nhà, dính hổ hành này nha. Rắn ra đi. Mở nắp ra coi. Nó thùi vô con chuột nó bự. Nãy cãi hôm đi. Nè cận cảnh cho cả nhà nè, chết chuột bự luôn nè cả nhà. Nó chuột bự nó vô rồi hổ hành luôn nè. Đó, nó giật hổ hành nó cắn chuột chết luôn mà ăn không được. Ừ bóp nó sát xuống luôn. Thọt coi, thọt. Kìa lấy cọng ngoài kìa, đừng lấy cái sắt nữa thôi. Quá trời cả nhà ơi, cắn nó bự. Chết cắn luôn cái gì vậy? Hai con hả vậy hả con? Con à. Con. Nó quấn lại nè. Ui ôi, rắn nhị không? Nhị. Trời ơi nó dài cơ kìa. Lật lấy. Rồi đi rửa đi. Đi rửa đi. Quá trời rắn cả nhà, uống rắn nhỏ mà quá trời chuột luôn cả nhà. Vậy mà rắn vô giật chuột chết luôn nè, thấy không? Ui quá bận. Cận cảnh cái coi. Ủa cả nhà thấy không?
có lý nha. Em đầu tiên nha cả nhà. Em đầu tiên là gắn hổ hành nha cả nhà. Hồi nãy cũng được hai mỏ vỏ nha. Với một con hổ hành mini hồi nãy nữa cả nhà, thăm sát cái nhà người ta rồi không có quay. Cả nhà thông cảm nha. Có con hổ hành nhỏ nữa. Mà sát nhà không có quay luôn cả nhà. Rồi, đổ con chuột này ra xử lý luôn nha cả nhà. Rồi, xử lý rồi đi thăm tiếp theo nữa cả nhà ơi. Rồi tới cái lợp luôn cả nhà ơi. Vũ nó mình đi thăm nha. Vũ nó ở đằng xử lý con chuột chết đó cả nhà. Mới dính con không biết tới cái này sao đây, có con gì không đây, nó lạp đâu ta, nó lạp nó tiêu cả. Lợp tiêu rồi cả nhà ơi. Rồi xong cái lợp này luôn. Tiêu luôn rồi cả nhà ơi. Tiêu cái lợp này rồi. Xong luôn. Ui mất rồi cả nhà ơi. Mất rồi bỏ chứ sao giờ. Đặt ngay đây nè. Chân đây luôn nè. Thôi để mình coi tìm lại rồi xử lý. Coi tìm lại kiếm cái lọc coi gặp hay không gặp. Mình đi thăm tiếp tục nữa nha cả nhà. Rồi tới điểm thăm luôn cả nhà ơi. Vũ đang đi qua thăm bánh đó cả nhà. Vỏ bỏ đó đó. Hành hẹ không làm gột gạt quá nha. Dính không? Dính rồi cả nhà ơi. Lần mát nắng thì bắt bự không Vũ? Bự không? Bự không? Còn 900g nữa được một ký. Trời ơi. Không mẹ bà. Lần nắng kìa cái chân cá bà. Bự không? 900g được một ký. Trời ơi, còn 100g nữa xíu cả nhà. Hết ham thiệt chứ. Tính đâu cũng bự lắm. Nhỏ cả nhà, con nhỏ chứ không bự không. Không ra. Bóp bóp ở đầu hôm bên đây nè, nhích ra. Ừ, bóp mình á, ừ. Ôi, kiểu này chết. Nhỏ không? Tới đụng tới cái nó ve rồi. Nhỏ không không cả nhà ơi. Tàu vô cũng có lý chứ. 900g mới được 1 ký. Cũng có lý vậy đó cả nhà. Ở trong bởi vậy nó không có thao cái bao ra mình không có thấy cả nhà. Ừ, bởi vậy. 900g mới được 1 ký. Ngắn là có 4 lạng chứ nó từ 1 ký bỏ lên. Bỏ lên. À, chị mà là không dính đó cả nhà. Hỏi nó cũng không dính nữa rồi hỏi cái là dính này nó nói còn 900g nữa mới được ký. Dính mà không nghe lộn á. Nó dính hả? Ừ. À, giết đâu. Ta nói dính qua đây ông hỏi bự không ra 900g mới được ký. Ừ nó ỉa một đống luôn cả nhà. Rồi giờ bắt gắn ra rồi cả nhà, vô chuột với lúa đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi mình đi dài lại thăm cái bẫy luôn cả nhà. Ơi. Vũ đang ở làm sao á. Biết cái bẫy mình đặt đâu nữa. Quên rồi cả nhà. Đang đi tìm nha cả nhà. Nước khoảng ngay đây, ở ngay đây nè cả nhà. Nặng nề gì không đây. Này lợp ngay cả nhà. Te luôn cả nhà ơi. Ui còn nguyên chút chuột luôn nè cả nhà. Nó hết ham thiệt. Ui. Bỏ lúa vô luôn cả nhà. Ui
giờ tắt máy đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi giờ tới cái lợp luôn cả nhà ơi, ra đồng nữa cả nhà ơi. Nó nó mấy anh ở bển đang tưới cam vậy bển đó cả nhà ơi. Ơi cái lợp vậy đây nè cả nhà thấy không. Ôi ơi chó giật cái gì rồi đi có cái chuột còn mà này ai mau ra còn chuột không nè kỳ vậy. Ôi nó cắn cắn cầm ui hết ham thiệt chứ nè bỏ lúa vô luôn. Ui hết ham thiệt. Rồi cả nhà ơi, bỏ lúa vô đặt lại đi thăm tiếp tục nữa cả nhà ơi. Rồi tới điểm thăm luôn cả nhà ơi, dạy tới cái lợp luôn vũ vô thăm á. Chừng đạp dịp lép đi. Rồi còn nguyên luôn. Chứ ngoạc hả? Rồi, đặt lại luôn cả nhà, đặt chịch vô trong chút để đặt ngoài đó nó đạp anh á. Rồi đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Mới thăm cái chất ngoạc rồi cả nhà, giờ đi vô cái tiếp theo nữa cả nhà. Đó, tới đồng ruộng nữa, đồng ruộng mến mong bao la. Có lúa chưa? Lần nắng thăm cái hàng nắng đi. Đây nè, đi đường này nè. Đường đó đi được không? Chào. Đây nắng mấy cái à, mấy bước à, đi. Ô, bay đường nước này. Bên kia cái gì đó. Ừ đó đó. Chân phủ phủ đó. Để con nái cái coi. Rồi nái rồi. Nái luôn. Chết chuột luôn hả vậy? Cái gì vậy bị gì vậy? Ôi ơi bị gì vậy? Ngập nước cái gì? Ngập nước hả? Ôi ơi. Ngập nước luôn cả nhà ơi. Hết ham thiệt chứ. Rửa luôn chết một chuột luôn à. Rồi đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà. Rồi mới chết con chuột rồi cả nhà, giờ lại thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Đây lúa đây cho cả nhà xem cánh đồng này ha. Ủa, bên mông bạc ngàn cả nhà, ham không. Dạ lại thăm cái lợp luôn cả nhà, nước ngập chết tiêu con chuột rồi. Này chắc thất rồi cả nhà ơi. Này, nhìn cái màu kỳ quá, nắng quá trời nắng. Đây tới cái lợp luôn nha cả nhà, lợp dưới đây nha. Trời ơi chết chuột luôn rồi. Chết chuột luôn cả nhà ơi, hết hang thiệt. Ui để em xử lý cả nhà, xử lý chuột cái mình đặt lại mình đi thăm tiếp tục nữa cả nhà ơi. Lọc nữa nha, cho cả nhà xem đây, đó là cải nha cả nhà, cải bè xanh đó, cải đó để mần dưa, còn bên kia là bắp nha cả nhà. Nó rồi thường gọi tên nó là ngô nha. Đây mía nữa nha cả nhà, quá trời luôn nè, quá trời đồ ăn luôn mà mình ăn không có được nha, của anh ta ăn tao quýnh chết à, tao quýnh là mình đổi về luôn á. Rồi tới cái lợp luôn cả nhà, xuống thăm cái lợp luôn.
Đây, lợp đây. Cứt đáy hành hoa hả? Ôi ô, nguyên chuột luôn cả nhà ơi. Chuột mới chạo cái vẹt ra, thôi bỏ lúa vô luôn cả nhà ơi. Quả ớt coi. Thôi, đặt lại luôn. Quả ớt coi. Ui. Rồi cả nhà, đặt lại rồi đi cái tiếp theo nữa cả nhà. Rồi cả nhà đi về bển thăm mấy cái lợp nữa cả nhà. Gặp mấy anh cưa cây quá trời đông nè cả nhà. Đông vui nha. Ủa, có đó hả? Ờ, có mấy con hả? Hả? Bự không? Nhỏ xíu à. Coi chừng nha. Hả? Thôi không được đâu á. Không được đâu á, mấy chú à, mấy anh này coi quá trời. Chuột. Chuột. Đó, quá trời cả nhà, đông quá trời luôn. Mấy anh cưa cây này nè. Nó dân nông thôn mà vậy nha cả nhà. Đó. Người dân tộc nha cả nhà. Người Khmer. Nhỏ nhỏ không à, mấy con à. Nhiều đó làm mấy nồi hầm xả đủ đủ rồi nhậu được ha. Phải re luôn rồi đó. À, kìa. Bỏ nó sao? Đi cầu khỉ qua thăm cái lợp luôn cả nhà. Này. Bữa nay nói chung là chắc thất rồi cả nhà, nó quay phong cảnh cho cả nhà xem. Ngày chết như cái tấm thớt luôn rồi. Chiều nay về ăn mất cục nữa chứ đâu. Chiều nay về ăn nước mắm luôn á chứ. Nước mắm mà nước mắm làm nhà nữa chứ không được mua nữa. Ăn muối cục rồi mua đâu có tiền đâu mà mua. Có cơm cho ông ăn là mai phước lắm rồi đó. Đó. Cơm nè, có lúa chưa? Nè, lúa luôn, tới cái lợp luôn cả nhà ơi. Bên kia đi vô. Đó cái đường đó. Thấy không? Đây nè, đây nè, đây nè. Đi vô. Lợp này không biết sao đây nữa. Vẹt nhẹ lên. Ừ. Ở ngoài vẹt ngoài cái đầu ngoài. Ừ. Sao vậy? Lấy chuột luôn hả? Ui chết luôn cả nhà ơi. Hôm nay thất thu rồi cả nhà. Đặt lại. Đây cho cả nhà xem cánh đồng nữa nha. Wow. Bông lúa bự bành luôn cả nhà ơi. Đây nè. Đi, đi dài quá luôn. Thăm ta cái tiếp theo nữa cả nhà ơi. Cho cả nhà xem cánh đồng. Đó. Lúa chỗ công cái mẹ hết trơn cả nhà ơi. Không có nhiều ngày nữa chín rồi. Đó. Quả tết nữa là nó cắt á. Đây nè, đâu ngay đây cái gì nè. Gà chiên. Đắng ngay đây ta. Ngay đây nè Vũ ơi. Môi môi đây. Tới cái lọt luôn. Rồi. Chết ngoạc luôn hả? Chuột chạy không thấy không? Người chết quá trời cả nhà ơi, nắng quá trời nắng rồi. Nắng quá gắn không đi cả nhà ơi. Rồi giờ tắt máy đi thăm cái tiếp theo nữa nha. Rồi đi dạy tới cái lợp luôn cả nhà ơi. Công đoạn bay qua đường mương. Bay qua. Chú. Chú. Quá trời trong vườn mát mẻ quá cả nhà ơi. Mới ngoài nắng. Đi vô trong vườn mát quá. Vừa bao lá luôn cả nhà ơi. Sao nữa nè. Quá trời luôn. Ừ dưới đó đó. Tới cái lợp luôn cả nhà. Nắng nè gì không. Ơi ơi. Còn chỗ không. Kỳ vậy. Ngoát cái trời. Quá tệ à. Quá tệ quá tệ. Rồi đi qua thăm cái tiếp luôn. Nè bên kia cái nè. Đi. Tới luôn cả nhà. Con hồi đừng đi ra được không. Được rắn á. Con hồi dẫn ra đi. Đây nè. Bên đây nè. Đây nè bên đây nè. Lại là một cái cầu nữa nha cả nhà.
đang đi qua cả nhà ơi. Đó. Đó, ra xong cái lợp luôn. Tay mè. Gì đó đó. Nên tàu lá nè. Bên đây nè. Thì vậy đó, đặt vậy đó mà, tao đặt vậy mà. Chết luôn hả? Ôi ôi, chết luôn cả nhà ơi. Hết ham thiệt chứ. Không dính luôn. Đây cho cả nhà xem, đây là cây me nha cả nhà. Đó. Cây me này là cây me tơ nha. Đó. Me tơ nó chưa có trái nha cả nhà. Chừng nào hơi cây me này chắc cũng khoảng vài ba tháng năm nữa mới có trái. Me quá tơ. Chừng nào ông rụng răng hết rồi nó có trái à? Bảy hả? Cái đó năm tới là có trái gì? Thôi giờ tắt máy đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà. Ôi, vậy lại thăm cái lợp không cả nhà ơi. Thật quá rồi. Còn mấy cái nữa cả nhà ơi. Ồ, cả nhà thấy không? Cánh đồng xanh mặn mát. Này nắng nữa cả nhà ơi, nắng nữa thăm thật quá. Rồi, nó còn chút chút cô này thôi. Hết ham luôn. Thất bại. Thất bại một cái luôn. Rồi. Đây cái nữa cả nhà, lúa đây. Vũ đi hút luôn rồi. Còn cái lợp hôm nay nữa. Quan trọng còn cái lợp. Trời ơi nhẹ hơn cái bong bóng. Trời ơi còn nguyên chuột luôn. Nè, nó làm thừa lự giống. Vô. Rồi xong luôn. Còn đặt lại đi tiếp tục nữa cả nhà. Rồi tới cái đi dài thời thăm cái bẫy nữa cả nhà. Ở đẳng cái đâu khoan này mới chặt. Còn có hai cái nữa hả Vũ? Còn hai cái nữa cả nhà ơi. Này thất thu rồi. Thất thu rồi cả nhà ơi. Bên kia. Đây tới cái bẫy luôn, còn cái này cái nữa nha cả nhà. Hôm nay chắc thành quả chắc không có gì rồi. Nhẹ te luôn hả? Trời ơi kỹ cả. Chớt như cục xà bông chứ. Chớt hơn chữ chớt mà. Chớt hơn cục xà bông. Đủ kỹ kỹ lại coi. Đủ kỹ kỹ lại. Ừ. Tủ nhiều nhiều vô đang cho nó thấy ủ ủ rồi nó lấy ống quẹt châm cái bực vô. Rồi lại thăm cái nữa cả nhà. Thăm cái nữa kết thúc chiếc thăm ngày hôm nay. Tèn cái cuối cùng này coi có làm sao, có gì không? Có gì phản phản không? Có gì phản phản kẹo gì không? Cứt đáy văng tùm lum không? Đáy à, chừng cái cuối cùng này chừng cái đáy à. Rồi đây nè, đây nè. Dưới đó đó Vũ. Dưới đó. Rồi. Lúa. Nhiệm vụ của ta nè. Nhiệm vụ. Thấy không? Thấy lợp không? Chở nặng nặng cái ai cuối cùng bắt con rắn đồ bậy bạ nó coi. Ôi điện thoại luôn. Chức ngoặt luôn hả? Ôi ôi chết luôn cả nhà ơi. Hết ham. Rồi để lại tổng số cái số gắn được ngày hôm nay cân cho cả nhà xem nha. Rồi để cả nhà lấy cái số gắn thành quả được ngày hôm nay. Trời ơi quá nặng. Có mấy con cả nhà ơi. Đây nè. Đó được nhiêu đây đó. Thấy không? 50 cái nha cả nhà. Cái đâu rồi? Đó, Vũ đang nói chuyện với Ngoan cả nhà ơi. Ui được cũng mấy hổ hành vô quán phê cũ đây. Đó. Thì chạy về đường về đó có quán gần lộ đó. Đó thấy không? Rồi, để mình lấy cái cân ra mình cân trong bà kinh đây nè, xí sạn mới đi ra. Mình để mình lấy cái cân ra mình cân cho cả nhà xem nha. Rồi được bao nhiêu? Cái này bữa nay không có hút cân rồi cả nhà ơi. Đây cái cân đây. Đó, cân đồng hồ 5 kg nha cả nhà. Này cân cho. Rồi nè cân đi. Trời ơi thiệt tình.
Bữa nay cũng thất thu rồi cả nhà ơi. Thất chúng là nhìn dở rồi nè. Vậy? Làm gì gắn chứ vậy? Cố gắng. Chứ ngóng đầu lên đấy, ngóng đầu lên đấy. Tạm thời 2 kg với từ. Ủa 2 kg 2. 2 kg 2. 2 kg 2 nha cả nhà. Đó, gần lại cho cả nhà xem nè. Đó, thấy không? Hàng chi nó nhẹ quá thì không nổi. Cũng 2 kg 2 chịu túi lưới 100 g, còn 2 kg 1 nha cả nhà. Đó, bữa nay thành quả 50 cái được 2 kg 1. Thì nói chung á cả nhà ơi, nắng quá trời nắng rồi. Đây thì giờ nó thất chạy dài luôn cả nhà ơi. Nắng quá trời khô rồi, đồng bây giờ thì nó vậy nè. Đó, lúa nó sắp chỗ hết rồi, bắt đầu chỗ rồi, bắt đầu nó rút nước ra đó. Khu queo hết trơn luôn, không có còn gắn gít gì đi nữa cả nhà ơi. Giờ với hai nữa nó lạnh nó chú cư hết trơn, nó còn đi nữa. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay thành quả cũng được 2 kg 1 nha cả nhà. Thì mong cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt Chỉnh Long á, thì ủng hộ nha cả nhà. Ủng hộ thì like và chia sẻ đó. Rồi quan trọng nhất là đăng ký kênh nha cả nhà. Đăng ký kênh á, thì ủng hộ cho kênh Săn Bắt Chỉnh Long đó. Rồi cộng thêm cái đó nữa là đăng ký để nhận cái video mới của kênh Săn Bắt Chỉnh Long nha cả nhà đó. Rồi cũng chào cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi chào cả nhà luôn cái Vũ ơi. Hello, chào nha. Rồi chỉ vậy thôi đó cả nhà thông cảm cho. Nhìn Vũ nha cả nhà, cũng còn mắc cỡ chưa có vợ cả nhà ơi. Còn có ai làm mai nó coi. Cho số điện thoại luôn. 0939 255 236 nha cả nhà. Có ai liên hệ cho xin số điện thoại luôn. Đó. Chưa có vợ, năm nay là tuổi mèo. Tuổi mèo nha cả nhà. Năm nay 33 34 gì đó nha cả nhà. Có ai làm mai thì ủa xin lỗi, có ai cả nhà thấy làm mai giùm cháu Vũ nha cả nhà. Rồi bye cả nhà luôn nha.